Tại sao gia đình ngồi này bạn này tên gì nhỉ? Còn bạn này Xuyến và họ đây, đây 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 ra đây ra đây ra đây đây nhá, bắt tại trận nhá, tại trận luôn này này, ngồi cho mày hút này. Đấy, lên gặp thầy Triều. Không biết xong bản kiểm điểm bây giờ lại phải quét dọn à? Gọi thầy xuống kiểm tra cái gì? Hay là thầy Triều? Sạch rồi nhá. Lấy cái vim mà rửa, có vim chưa? Cái kỳ sạch cả cái trong nhà vệ sinh kia kìa. Cả cái nhà tắm không còn mùi khai nữa. Cả cái bể rửa tay kìa, bồn rửa tay kìa, các em làm sao nó sạch vào. Thế này thì chỉ cho. Cả cái này như thế này. Đấy, cả nhà vệ sinh như thế này, làm sao nó sạch vào. Đấy. Ngay đầu giờ mà thế này.